Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng nay 15 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát thông tin cho biết chiều qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng sáng ngày mai, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 670 km về phía đông, đông nam. Lúc này cường độ bão dự báo ở cấp 8 đến 9, giật cấp 11. Sáng 15 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình thông tin, ngay sau khi nhận được công văn số 262 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn và gió mạnh trên biển, địa phương đã chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thông tin hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đá để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Cùng ở khu vực Tây Bắc, các huyện Bảo Yên, Bát Sát, Bảo Thắng, Văn Bàn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai và các huyện Lục Yên, Văn Yên, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũng dự báo có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc. Các địa phương đang tuyên truyền đến người dân chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Từ đêm 14 tháng 7 đến sáng 15 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa vừa, mưa to trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm. Một số nơi tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ có lượng mưa cục bộ như Tà Tổng hơn 105mm, Cao Chải gần 80mm, Nậm Sà và Sì Lỡ Lầu hơn 60mm. Mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương và sạt sụp ta luy âm trên một số tuyến đường như quốc lộ 4H, đường liên xã Nậm Khao, Tà Tổng và nhiều tuyến đường dân sinh liên xã, liên bản trên địa bàn. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các đơn vị quản lý đường bộ tỉnh Lai Châu đã chủ động phương tiện, máy móc và nhân lực tập trung khắc phục. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 tỉnh Lai Châu cho biết, chúng tôi đã bố trí lực lượng cán bộ tuần đường đi, tuần đường sớm để kịp thời phát hiện, khắc phục xử lý. Mấy ngày hôm nay trên các tuyến đường cũng đã xuất hiện mưa lớn, gây sạt lở, ách tắc tại một số vị trí trên quốc lộ 4H, đường 3 tầng, Hủy Luông. Chúng tôi đã bố trí xe cộ, phương tiện, máy móc và nhân lực tổ chức hốt dọn, thông xe kịp thời. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lai Châu cho biết, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to rải rác trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu hiện đang tăng cường thông tin, cảnh báo để người dân chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 15 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió vùng gần tâm đạt cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, duy trì suốt những giờ qua. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam, nên ngày và đêm 15 tháng 7, ở vùng biển phía đông và phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến rạng sáng 16 tháng 7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Hình thái trên sau đó tăng tốc, đi chết theo hướng Tây, Tây Bắc và mạnh thêm. Rạng sáng 17 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 450 km về phía đông. Lúc này, cường độ mạnh nhất cấp 9 đến 10, giật cấp 12. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định nếu bão đi chết chủ yếu theo hướng Tây sẽ tác động trực tiếp đến thời tiết đất liền Việt Nam. Hình thái này có thể gây ra đợt mưa rất lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
tương tự, ngày và đêm nay, mưa dông nguy cơ xảy ra ở Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Từ nay đến hết năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 2023 và giảm dần từ tháng 11 2023. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì đến hết năm 2023 và có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2024 với xác suất khoảng từ 90-95%. Dự báo, tổng lượng từ nay đến hết năm 2023 phổ biến có xu thế thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm. Lượng mưa trong các tháng chính của mùa mưa tại miền Trung từ tháng 10 đến tháng 11 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo tổng hợp kết quả dự báo mùa đến hiện tại cho thấy, chưa có dấu hiệu mưa lớn cực đoan như năm 2020-2021 ở khu vực miền Trung. Từ nay đến tháng 9 năm 2023, số ngày nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ. Đặc biệt, trong thời kỳ cao điểm của nắng nóng là từ tháng 7 ở Bắc Bộ cho đến hết tháng 8 ở Trung Bộ. Nhận định trong tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ có thể kéo dài nhiều ngày trong nửa đầu tháng 7 ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và có thể kéo dài hơn ở Trung Bộ ra trong. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023 và 2024. Đặc biệt, tình trạng xâm nhập mặn có thể diễn ra từ sớm vào cuối năm 2023, đầu năm 2024. Các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung cần sớm có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho mùa khô năm 2023-2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!